Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vừa nhậm chức, tân chủ tịch nước Lương Cường đã gặp ngay điểm chặn lạnh. Ngày 22 tháng 10, đại tướng Lương Cường vừa được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm. Ngày hôm sau, ngày 23 tháng 10, truyền thông nhà nước đưa tin, chùa Phổ Quang, ngôi chùa hơn 800 năm tuổi, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ở tỉnh Phú Thọ đã xảy ra cháy lớn với tổng giá trị vật chất thiệt hại ước chừng khoảng 25 tỷ đồng. Được biết, Phú Thọ cũng là quê quán của tân chủ tịch nước Lương Cường. Do đó, trên mạng xã hội đã rộ lên nhiều bình phẩm nói rằng đây là điểm gỡ báo trước sự chẳng lành đối với ông Cường trên cương vị chủ tịch nước. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường. Đại tướng Lương Cường là một nhân vật được cho là có mối quan hệ khá chặt chẽ với Trung Quốc. Theo một số nhận định, với sự giúp sức của ban lãnh đạo Bắc Kinh, tới đây, Trung Nam Hải sẽ tiếp tục dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để đưa ông Cường lên chức tổng bí thư tại Đại hội 14 vào đầu năm 2026. Khi đó, ông Lương Cường, một đệ tử thân thiết của cố tổng bí thư Trọng, sẽ đưa nền chính trị Việt Nam quay trở lại thời kỳ của ông Trọng trước đây, thời kỳ mà một số ý kiến cho rằng lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Đây là điều hết sức nguy hiểm, đồng thời cũng là tín hiệu báo trước công cuộc cải cách đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của Tổng bí thư Tô Lâm rất khó thành công. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Có những ý kiến cho rằng, cơ cấu tam trụ với chỉ ba nhân vật lãnh đạo hàng đầu, khi hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư được nhất thể hóa do một người nắm giữ, có nhiều ưu điểm hơn cơ cấu tứ trụ. Và họ đặt câu hỏi, tại sao giới lãnh đạo Việt Nam không áp dụng cơ cấu tam trụ? Trung Quốc đã nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước bắt đầu từ thời gian trạch dân năm 1993 cho đến nay ở Việt Nam vào năm 2018, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay ông Quang, kiêm nhiệm đồng thời cả hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Khi đó, nội bộ đảng dường như không có ý kiến phản đối. Như vậy, việc ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam không áp dụng mô hình nhất thể hóa, sát nhập hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước, phải chăng có gì đó không ổn? Có những ý kiến cho rằng, từ khi Trung Quốc áp dụng nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước, thì nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc ổn định và thống nhất hơn như đã thấy. Còn ở Việt Nam, lấy lý do mô hình nhất thể hóa không đảm bảo sự cân bằng quyền lực trong nội bộ đảng để bác bỏ mô hình tam trụ. Nhưng lý do thật sự không thể nhất thể hóa là do sự cạnh tranh giành giật quyền lực gây gắt trong nội bộ của đảng. Các cá nhân và phe nhóm đã đặt quyền lợi của họ lên trên sự ổn định chính trị cần thiết để phục vụ công cuộc cải cách nhằm phát triển kinh tế đất nước. Và đây là hình đám cháy ở chùa Phổ Quang, tỉnh Phú Thọ. Trước thời điểm Quốc hội Việt Nam bầu chọn tân chủ tịch nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chủ động mời Đại tướng Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tới ý kiến ông Tập ở Bắc Kinh một cách khuất tất, úp úp mở mở. Đây được cho là một cách nắng gần để ép Tổng Bí thư Tô Lâm phải lùi bước. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhường lại ghế chủ tịch nước cho ông Lương Cường cho thấy một lần nữa bàn tay long lá của Trung Nam Hải lại tiếp tục can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự cấp cao của Việt Nam. Đây sẽ là một bức đệm được coi là tạm thời nhưng rất cần thiết để tạo điều kiện cho ông Lương Cường trở thành một trường hợp ngoại lệ. Trong cơ cấu nhân sự chủ chốt của Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Đồng thời, đây cũng là tiền đề cần thiết cho bước tiếp theo trong Đại hội 14. Chủ tịch nước Lương Cường có thể sẽ được bầu giữ chức tổng bí thư. Chúng ta hãy chờ xem. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vừa nhậm chức, tân chủ tịch nước Lương Cường đã gặp ngay điểm chẳng lạnh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đi thăm và làm việc tại Đức nhằm đưa bà Nhàn trở về nước. Ngày 24 tháng 10, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo.de biết, sau khi được nâng cấp quan hàm đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã lên đường đi thăm và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức. Bộ trưởng Quang dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Bộ Công an đã khởi hành từ sân bay Nội Bài vào 23 giờ tối ngày 22 tháng 10 và đã đến sân bay Frankfurt Cộng hòa Liên bang Đức lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 10 giờ Đức. Theo chương trình, Bộ trưởng Lương Tâm Quang sẽ có hai cuộc gặp và hội đàm với bà Nancy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức và ông Hans Schott, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Đức, phụ trách về an ninh và cảnh sát liên bang. Và đây là hình Bộ trưởng Nội vụ và Nội địa Liên bang Đức, bà Nancy và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tâm Quang. Mục đích của chuyến thăm và làm việc tại Đức lần này, ngoài việc ngoại giao như thông thường đặc biệt khi gặp bà Nancy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức. Ông Lương Tam Quang sẽ đề nghị phía Đức hỗ trợ bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt AIC và dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam. Đổi lại, Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang cam kết sẽ trao trả Trịnh Xuân Thanh về lại Đức nhằm phục hồi nguyên trạng như chính phủ Đức nhiều lần yêu cầu. Vì việc bắt cóc một người hiện diện hợp pháp trên nước Đức là hành vi vi phạm công pháp quốc tế và làm ảnh hưởng đến nền an ninh chính trị, bình ổn cho nước Đức nói riêng và cả Liên minh châu Âu nói chung. Việc đề nghị Đức hỗ trợ bác và dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nằm trong chương trình tối mật của Bộ Công an nhằm thanh trừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Cả hai nhân vật này đều dính líu đến bà Nhàn. Từ tháng 4 năm 2022, sau lần đầu tiên ra lệnh khởi tố, lệnh tạm giam, lệnh truy nã đối với bà Nhàn, Đến nay, ông Tô Lâm và Bộ Công an chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm cách bắt giữ bà, kể cả phương án dẫn độ hoặc bắt cóc. Vào trung tuần tháng 9, một nguồn tin đã cho Thời báo chấm đề biết, Bộ trưởng Lương Tâm Quang trong chuyến thăm và làm việc tại Belarus, mục đích thực sự là để chuẩn bị cho kế hoạch bắt cóc bà Nhàn đem về Việt Nam. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Phạm Minh Chính. Được biết, Belarus là một quốc gia độc tài và chịu ảnh hưởng của Nga tổng thống Alexander Lukashenko của nước này khá thân với ông Putin. Ông Tô Lâm có thể đặt một căn cứ tạm thời tại đây, phục vụ cho kế hoạch bắt cóc bài nhạc. Trước đây, ông Tô Lâm từng dùng Slovakia làm đường rút sau khi thành công bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tự đức. Hiện nay, quốc gia này coi ông Tô Lâm là tội phạm, nên Bộ Công an không thể thực hiện kế hoạch bắt cóc và đưa người trở về thông qua Slovakia được nữa. Vì vậy, ông Tô Lâm chọn Belarus nhưng đến nay có vẻ kế hoạch Belarus này cũng không thành công. Thủ tướng Phạm Minh Chính là một ứng viên nặng ký cho ghế tổng bí thư đại tại đại hội 14 sắp tới. Tất nhiên, ông cũng là đối thủ đáng gợm của Tô Lâm. Tổng bí thư Tô Lâm muốn ngôi vị của mình vững chắc thì phải loại bỏ hết đối thủ tiềm năng, trong đó có thủ tướng chính. Mà điểm mấu chốt để hạ ông chính là phải bắt bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhạc. Ông Phạm Minh Chính xuất thân từ ngành công an và từng làm ở ngành tình báo. Ông có những kỹ năng và tố chất của giới phản gián nên không hề để lộ sơ hở. Ông Tô Lâm đã cho bắt rất nhiều đàn em thuộc cấp của ông chính nhưng hoàn toàn không khai thác được gì. Như vậy, sự nghiệp chính trị của chính đang đặt trọn vào lá bài tẩy Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trong cuộc đấu này vẫn chưa biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đi thăm và làm việc tại Đức nhằm đưa bà Nhàn trở về nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.